nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni kính chào các quý đạo hữu kính thưa các quý đạo hữu hôm nay chúng ta lại à, chia sẻ với nhau trong buổi trạch pháp thường kỳ của câu lạc bộ Quốc vàng tập tu Lục hòa chúng ta kính thưa các quý đạo hữu chúng ta là những người phật tử à, mới tu tập nhưng à, đôi khi chúng ta có được một chút kiến thức về Phật pháp thì chúng ta lại không nhận biết được về mình. Chúng ta có khả năng lại bị ngộ nhận về sự tu tập hiện tại của mình. Có thể nghĩ là mình là cao đạo, là đã có trí tuệ, nào nó đã được thanh tịnh. hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau trong buổi trạch pháp này với tiêu đề Cách quán chiếu nhận biết kết quả tu tập thông qua bài kinh Phật hàng phục Bà La Môn Tát Giá Ni Kiền trong kinh Pháp Cú Thí Dụ. Giờ này thỉnh các quý đạo hữu chúng ta cùng chắp tay niệm hồng danh Phật cầu gia hộ. Nam -a Mô -a Phật Nam Bổn -a Sư, -a Thích Ca mô -a Ni Ngơi ở Nam, -a mô Phật na bổn na sư thích ca mâu ni nam mô Phật na bổn na sư thích ca mâu ni à tâm chiếu quán xin đọc văn kinh Thủa xưa có một ông trưởng lão bà La Môn tên Tát Giá Ni Kiền, thông minh tài giỏi và bậc nhất trong nước. Ông có 500 người đệ tử thường xuyên theo học. Ông do vậy cống cao tự đại, xem thiên hạ không ra gì. Hãy kính thưa các quý đạo hữu, Phật tử trong câu lạc bộ chúng ta đọc đến phần này chúng ta phải nghĩ đến bản thân mình. À, hiện tại thì ví dụ như đạo tràng của các quý đạo hữu thì cũng có được đông người rồi phải không cho nên khi chúng ta có nhiều hội chúng thì cái tâm mà cống cao ngã mạn này nó sẽ xuất hiện vì nó phải có duyên thì nghiệp nó mới sinh ra được ví dụ như là cái lúc mà nhà mình nghèo quá không có cái gì mà tiêu không có gì mà ăn thì làm sao mà ăn chơi xa đọa được phải không cho nên đến khi chúng ta có tiền chúng ta mới ăn chơi xa đọa được thế khi mà chúng ta không có một ai ở dưới chúng ta chúng ta không có cái nhiệm vụ gì chúng ta không có cái giá trị gì đối với người khác thì làm sao mà cống cao ngã mạn khi chúng ta có giá trị với người khác được người khác người ta tán dương người ta biết ơn người ta cậy nhờ thì lúc bây giờ cái tâm cống cao ngã mạn nó mới sinh ra đấy thế thì chúng ta đọc đến đây chúng ta thấy bóng dáng cái nhân duyên nhé đây là bóng dáng nhân duyên của chúng ta chứ chúng ta chưa nói là chúng ta đã ngã mạn hay chưa ngã mạn cái việc đấy chúng ta chưa nói đến nhưng chúng ta phải biết rằng trong này có nhân duyên của chúng ta Và cái bài này chúng ta cần phải học Phải không quý đạo hữu? Cần phải học vì cái gì? Nó có nhân duyên tới giống như chúng ta trong hiện tại Chúng ta phải tìm hiểu học hỏi Cái gì tốt đẹp thì chúng ta học Cái gì mà nguy hại đến cho mình Ta phải biết cách tránh nó đi Thấy không? Cho nên không có học thì không thể nào mà chúng ta tiến bộ được không học thì không tiến bộ được cho nên phải học phải học thì mới biết trên đức phật mới dạy là đức phật ra đời để khai mở tránh trí kiến tức là cái hiểu biết đúng đắn cho chúng ta thì chúng ta phải học phải không có quý đạo hữu tâm chối quần quán xin đọc tiếp văn kinh xem là cái sự uh, uh, cống cao tự đại của ông ấy được thể hiện qua việc thế nào ông thường lấy lá sắt mỏng quấn quanh bụng người ta thấy lạ hỏi ông đáp tôi sợ trí tuệ tràn ra ngoài nên mới làm như thế các quý đạo hữu thấy hay không chúng ta chúng ta đọc đến đây thì chúng ta thấy nó nó vô lý lại bảo chứ cái ông dạy đạo rồi làm gì mà đến nỗi ngu thế này có khi cái câu chuyện này là một câu chuyện hư cấu nhưng không phải đâu tức là tất cả các vấn đề mà vấn đề gì mình chưa rõ biết thì mình đều có những cái suy nghĩ sai lầm và mình sẽ có những cái câu trả lời sai lầm và tất cả những người chưa biết vấn đề đó thì đều tin theo cả thôi vì họ không biết. Thế cho nên cái việc mà người ta tin mình, người ta theo mình chưa phải là cái việc đánh giá về cái độ chính xác của mình mà quan trọng. Quan trọng mình có đúng hay không là phải dựa trên cơ sở kiến thức đấy cơ sở kiến thức về một vấn đề phải không ký đạo hữu thế tâm chứ còn quán lấy ví dụ chẳng hạn đây ví ví, 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 dụ nhé cũng có người mà đi lên đến đến câu lạc bộ chúng ta cũng như là các đạo tràng các quý đạo hữu thấy biết có người là trước kia người ta bị uh, gọi là bị vong nhập vong theo đi cúng ở thầy cúng nọ thầy cúng kia hoặc đi làm chỗ nọ chỗ kia thì cũng lên kể với mình rằng là đã đi bắt vong bằng cách là cái ông thầy ông làm lễ ông nhốt vong vào trong trong lọ xong thả xuống biển <laughs> thả xuống sông thế rồi đeo cái nọ đeo cái kia để cho vong nó không không theo nhưng đến cuối cùng không khỏi phải không thế thì những ông thầy đấy là ông cũng bằng cái kiến thức của ông ấy thôi phải không ký đại hữu thì chẳng qua kiến thức đó là sai lầm không đúng với sự thật cho nên không giải quyết được vấn đề đấy ví dụ như là chúng ta là nhà có bị ngủ mơ hay là bóng đè hay là cái gì thì cứ mang con dao vào để đầu giường để ở cuối giường thì một hai lần đầu chúng ta cũng thấy nó bớt phải không thấy bớt thế lần sau lại không thấy giá trị nữa không làm được không giải quyết được nó vẫn bình thường nó vẫn cứ xảy ra như vậy thế hiện tượng là do đâu sự thật là do đâu là các cái chúng có ác nghiệp Mới mình từ trước mình ác với họ nay họ đủ duyên họ theo họ báo án mình hiến cho giấc ngủ của mình không được an lành thì mới đầu thì thấy nó người ta thấy cái vật lạ thì người ta cũng sợ người ta cũng tránh đi nhưng đến lúc người ta tránh đi rồi người ta do cái do cái ác nghiệp với mình cho nên người ta phải hành mình mà thế người ta đến người ta thấy cái đấy nó không không làm hại được người ta thì cái đấy thì họ lại đến thôi phải không Đấy cho nên là ở đây ông ấy nói rằng là tôi sợ trí tuệ tràn ra ngoài nên mới làm như thế Chúng ta thấy là câu trả lời này bình thường đối với những người chưa biết Phải không? Và nó cũng bình thường ngay cả với mình Nếu như vấn đề gì mình chưa biết, chưa rõ, chưa thực hành, chưa trải nghiệm Mà chúng ta trả lời bừa thì nó sẽ vào cái tình trạng này Giống như thủ bé tâm chưa Con trả lời bừa là người ướp muối lên thành công an ấy nhưng mà rồi thì mình cứ thỉnh ngỡ ngỡ tối về hỏi mẹ mẹ bảo không phải hôm sau giải thích mới lại lại đám bạn xóm luôn đấy thế nhưng mà ở đây thì nếu như không có chỗ hỏi thì mọi người cứ tin theo thế thôi thế cho nên là có rất là nhiều những cái đạo mà tà kiến phải không chúng ta thấy là tà kiến nó ở mức trầm trọng ví dụ như là có những cái đạo mà gọi là giải thoát bằng cách là nam nữ là cởi hết quần áo ra xong rồi nhảy múa quanh đống lửa xong là băm quần áo thức ăn đổ đi đấy chúng ta đã nghe thấy cái đạo gọi là đạo ti đấy đấy thế chúng ta thấy như thế đấy, đấy là họ sai lầm, phải không? Họ sai lầm. Thế thì họ cứ nghĩ thế là giải thoát. Đấy, xong là ngủ chui vào bao ấy. Đấy. Thế mà rất là nhiều người lên án, phải không? Thế nhưng mà thực ra là cả cái ông thầy cũng thế và cả đệ tử cũng thế. Người ta cứ tưởng thế là thật. trên họ nghe nhau. trên ở đây rút ra bài học là chúng ta không phải là khẳng định rằng nhiều người theo mình là mình đã đúng nhiều người nghe mình là mình đã đúng không phải thế đó mà cái đúng thì như thế nào chúng ta sẽ theo bài bài kinh này để chúng ta xem đức phật dạy thế nào nhé văn kinh ạ một hôm ông nghe có phật ra đời việc hóa đạo hết sức thành công nên sinh tâm đố kỵ ngủ nghỉ không yên, không yên là như thế, sinh tâm đố kỵ, ngủ nghỉ không yên, thì việc này cũng rất là bình thường trong cái tâm phàm, phải không? Hai người cùng dạy đạo, hai người có khi hai người tu cùng một đạo, thế nhưng mà người này mà đông đệ tử hơn người kia, thì cái tâm đố kỵ đệm khiến cho người ta ăn không ngon, ngủ không yên, khó chịu, phải không? Thế thì ở đây chúng ta phải học được cái cách này. Đại chúng rõ chưa này chưa? Đạo là gì? Đạo là con đường. Nếu mà mình yêu đạo thì mình muốn cho mọi người đi trên con đường đạo. Thế thì ai mà giúp cho được người khác đi trên con đường đạo mà cái đạo đấy là mình yêu quý thì mình phải hoan hỉ chứ. Phải không? Vì mục đích chủ yếu là mong muốn cho mọi người biết đạo thôi. Phải không nào? Suy nghĩ đúng đắn là như thế. Cho nên ta không đố kỵ là bên kia có nhiều đạo hữu bên này ít đạo hữu, bên kia nhiều tín đồ bên này ít tín đồ. Chúng ta phải quay về cái mục đích chung của chúng ta là gì? Là mong muốn cho mọi người biết đến cái đạo mà mình đang theo. Thế thôi, phải không? Nếu mình cho cái đạo của mình là đúng. Thế thì đáng ra là người ta có có đạo, có 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 dẫn được thêm người vào thì mình phải vui vì vì là nhiều người biết hết phải không các đại hữu trên chúng ta là người đệ tử Phật nhất là tu tập trong câu lạc bộ quốc Vàng tập tu lục hòa của chúng ta thì đạo tràng khác thêm bạn đạo thêm người tu thì chúng ta phải mừng vui phải không phải hỗ trợ hỗ trợ nhau để làm sao mà cùng tiến đạo hoặc là tất cả mọi người ai tu theo đạo Phật chúng ta thấy Phật là quý rồi là giác ngộ rồi. Thế thì ai tu theo đạo Phật, dù là tu theo chùa nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải hoan hỉ Chúng ta cũng phải thấy hạnh phúc, phải không? Chúng ta phải thấy hạnh phúc, còn nếu như chúng ta cảm thấy cái người đấy tu nó bị nhầm, nó không đúng thì chúng ta chia sẻ chứ không phải là phẫn hận, phải không các quý đạo hữu? Vì phẫn hận thì chỉ là bất lợi cho mình trong nhân quả thôi, không được cái lợi ích gì nha. Tầm chứa quán xin đọc tiếp văn kinh. Ông nói với các đệ tử Ta nghe sa môn Cù Đàm tự xưng là Phật Nay ta sẽ đến đó hỏi những việc sâu xa vi diệu Khiến ông ta bối rối không biết đường trả lời đó. Tâm cấu uế thì phải có hành động cấu uế Phải không? Do tâm ông đố kỵ như thế Cho nên ông không phải đi tìm hiểu Tìm hiểu để giúp cho mình tăng thêm cái sự hiểu biết mà ông ấy đến để mà thách gì ấy, thách đố để làm sao cho người ta thua mình cho nên là đạo hữu chúng ta tuyệt đối đừng để mình rơi vào tình trạng này tuyệt đối đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng này nếu mình có đi hỏi thì chỉ hỏi để cho mình thêm phần hiểu biết nhận biết chính tà Chứ mình không đi hỏi với cái tâm là hỏi để làm cho người ta bẽ mặt Hỏi để làm cho người ta thua mình Như vậy thì chính chúng ta đã thua ngay rồi Vì nhân quả đấy sẽ đưa chúng ta đến cái kết quả không tốt đẹp Đấy không? Đi học hỏi để cho mình biết Thế hoặc là mình có cái thiện tâm mình biết người ta sai rồi Mình hỏi để cho mình giúp đỡ người ta Hay đấy nó nằm trong tâm yêu thương từ bi nâng đỡ Phải không? chứ nó lại không phải là để hạ hạ nhục người ta thì không được nhé trên cái bài kinh là mỗi một bài kinh của phật có rất là nhiều những điều chúng ta cần học cần học hỏi cần phải thực hành các quý đạo hữu ạ tâm chí văn quán xin đọc tiếp nói xong ông cùng chúng đệ tử đến tinh xá kỳ hoàn đứng ở ngoài cổng từ xa trông thấy tử dung thế tôn rực rỡ uy nghiêm như vầng mặt trời mới mọc. Ông bỗng sinh tâm hoan hỷ, xen lẫn, kính sợ. Liền rẽ đám đông đi thẳng đến trước Phật làm lễ. Đức Phật bảo ông ngồi. Kính thưa quý đạo hữu vì Đức Phật của chúng ta oai đức rất là lớn, công đức rất là lớn. Cho nên là ai gặp Ngài cũng khiến cho người đó bị chiết phục sinh cái tâm cung kính chúng ta đã nghe trong bài kinh mà đức phật chuyển pháp luân ấy. khi mà đức phật đến chỗ năm anh em ông kiều trần như ấy, thì năm anh em ông đã bày sẵn là sẽ không đón phật nữa thế mà rồi khi phật đi đến rồi người thì lấy nước người thì soạn chỗ tức là cái phước báo của phật khiến cho người ta phải có những cái hành xử đúng mực đúng với lại cái gì mà phật đang 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 được à, xứng đáng được tán dương được cung kính lễ bái cúng dường à, xem là ông hỏi phật cái gì ngồi xong ông thưa với phật rằng cái gì gọi là đạo điều gì gọi là trí sao gọi là trưởng lão sao gọi là đoan chính sao gọi là sa môn sao gọi là tỳ kheo sao gọi là hiển minh sao gọi là có đạo sao gọi là vâng giữ giới nếu như ngài trả lời được tôi nguyện làm đệ tử lúc này là ông ấy chưa phải là à, làm đệ tử với tâm cầu đạo đâu mà ông thách phật ấy nếu ông trả lời được câu đó thì tôi sẽ làm đệ tử của ông giống như chúng ta nói đấy nếu như mà mày mà làm được cái này thì tao sẽ làm này tao sẽ làm kia tao sẽ làm kia đấy thì khi thách như thế thì chúng ta nghĩ rằng là cái người chúng ta thách là không bao giờ làm được điều đó, phải không? Đó. À. Thế ở đây thì những điều mà ông ấy hỏi thì xem là cần thiết đối với chúng ta như thế nào. Câu hỏi thứ nhất là cái gì gọi là đạo? Thì bản thân chúng ta đi tu ấy, chúng ta cũng phải biết rõ cái gì gọi là đạo, phải không? Chúng ta tu đạo mà. Thì chúng ta cũng phải biết rõ cái gì gọi là đạo. Cho nên chúng ta cũng rất là chờ mong câu trả lời của Đức Phật Và chúng ta cũng phải kiểm tra xem là Cái hiểu biết của chúng ta về đạo đó đúng chưa? Phải không? Điều gì gọi là trí? Đấy, chúng ta đôi khi thì chúng ta bảo là Trước kia con vô minh Nay nhờ học Phật có chút trí tuệ Thế giờ chúng ta phải xem xem cái gì mà Phật đang bảo là trí đây này. À, thứ nữa, sao gọi là trưởng não, trưởng não, thế chúng ta thì nhiều khi thì cũng xem mình là người người trưởng não tức là người mà mà đã có thâm niên học Phật phải không? Thâm niên học Phật hoặc là người là thâm niên tu đạo hoặc là người đã lớn tuổi, thế cho nên cái này chúng ta nhiều lúc mà chúng ta không nhận biết được về chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ sinh tâm ngã mạn phải không? tức là chúng ta sẽ mù mờ trước chính mình ấy, chứ chưa nói mù mờ về thế gian này đâu rồi sao gọi là đoan chính đôi khi chúng ta cũng thường chê người khác không được đoan chính à, thì chúng ta phải xem xem thế nào là đoan chính và mình đã đoan chính hay chưa sao gọi là sa Môn à Sa Môn là các vị thầy xuất gia đấy đấy Thế thì chúng ta cũng được học nhiều các bài học về thế nào mới được gọi là vị sa môn thế chứ thì lần này chúng ta sẽ được ôn lại sao gọi là tỳ kheo hay chúng ta thấy là các vị đi tu tập vệ thì cứ được thọ giới thì chúng ta cứ thấy mặc y y y nhà phật thì chúng ta gọi là tỳ kheo phải không sao gọi là hiển minh sao gọi là có đạo sao gọi là vâng giữ giới đó thì tất cả những điều này sẽ chúng ta sẽ được biết khi mà Đức Phật trả lời. Nhưng tất cả những cái này đều là kiến thức rất là quan trọng đối với chúng ta các quý đạo hữu ạ. Tâm chứa Quán xin đọc tiếp. Bây giờ Đức Thế Tôn xét theo căn cơ của ông dùng kệ đáp rằng Thường từ mẫn hiếu học, tâm chân chính tu hành chỉ gìn giữ tuệ báu đây chính gọi là đạo đấy thì mình xem xem nhá xem bản thân mình nhé thường từ mẫn hiếu học chữ là từ mẫn tức là mình chăm chỉ mình nhẫn lại trong đó mình có đầy đủ các cái tâm yêu thương đấy tức là mình chăm chỉ nhẫn lại chúng ta hay thấy là cái trong trong kinh địa tạng ấy nói là ngài địa tạng có lòng từ mẫn đối với chúng sinh thì mình phải nhẫn nại có tâm yêu thương mà muốn học đạo cái mục đích của học đạo là mong muốn mình thành phật rồi thương chúng sinh mà mong muốn thành phật rồi truyền đạo đến cho gì cho chúng sinh cho nên mình phải lấy cái tâm của chúng ta hay gọi lấy tâm Bồ đề mà chăm học đạo. Chăm học đạo thì ở đây kinh dịch thế này, thường từ mẫn hiếu học, tức là mình rất là ham học đạo. Dùng cái tâm mà mong muốn cho chúng sinh thoát khổ, mong muốn cho mình được như Phật để mà dạy cho chúng sinh thoát khổ thì phải dùng cái tâm đấy mà học đạo mà chăm học đạo chứ còn nếu như chúng ta chỉ dùng cái tâm là học để cho nó có cái bằng cấp học để ra vẻ với đời là tôi có bằng cấp thì cái đấy không phải nhá thứ nữa là tâm chân chính tu hành đấy tâm chân chính tu hành là chúng ta chỉ tu hành với cái tâm gì mong cầu giải thoát cho mình đó chỉ gìn giữ tuệ báu đây chính gọi là đạo thì kính thưa quý đạo hữu tuệ báo mà đức phật dạy cho chúng ta ấy, là cái trí tuệ cầu giải thoát cầu thành phật thì chúng ta phải giữ được cái trí này tức là chúng ta là phải rất tránh niệm trong cái việc này thế cho nên là ở đây thì nói gọn lại là tránh niệm đối với việc giải thoát thì như vậy gọi là đạo đấy Tránh niệm chúng ta phải thường giữ chánh niệm đối với việc tu học cầu giải thoát của mình không bị ngũ dục chi phối và không đổi cái gì không đổi cái gì trong ngũ dục để lấy mất đi cái trí nguyện giải thoát của mình trí nguyện thành Phật của mình Thấy không các quý đạo hữu Đến thứ hai là điều gì gọi là trí? Đức Phật trả lời thế này. Gọi là người có trí, không cần biện luận chi, ai tự tại, vô úy, làm lành là bậc trí. Đấy. là chúng ta xem là nếu như chúng ta ấy mà chỉ nghĩ rằng tôi biện luận được nhiều, tôi giảng thuyết được nhiều, tôi biết được nhiều điều thì gọi tôi là bậc trí thì ở đây đức phật không có gọi như vậy là bậc trí không gọi người có kiến thức là người là bậc trí mà cần phải là tự tại vô úy ở đây thì đức phật à, nói rõ ai tự tại vô úy làm lành là bậc trí tức là cái người đó làm lành cái có cái trí nguyện là làm các việc lành một cách tự tại, không lo sợ, không sợ hãi. Đấy, thế bây giờ bản thân Phật tử chúng ta thì chúng ta tu Phật có phải là đang làm lành không? Chúng ta đang làm lành, chúng ta có nguyện lành. Làm một cách không sợ hãi, kiên định. Như vậy gọi là bậc quý trí các quý đạo hứa. Chúng ta tu Phật Pháp trên con đường tu tập của mình. Kiên định tu tập không còn bị sợ hãi đối trước những cái sự đe dọa của người khác nữa phải không ví dụ như là người ta nói là nếu mà còn đi tu nhá thì tôi sẽ đuổi việc nhá phải không nếu mà còn đi tu theo đạo nhá thì tôi sẽ đánh nhá phải không thì tôi sẽ ly hôn nhá rồi à, à, không cho vào nhà nhá phải không thế thì là không tự tại thế ở đây tâm chiếu hòn quán kể chuyện lại cho các quý đạo hữu nghe về cái việc tự tại này tâm chiếu hòn quán thấy cái con đường tu tập này là là duy nhất rồi là cao nhất rồi là tầm cầu được trí tuệ cho mình rồi tầm cầu được hạnh phúc cho mình rồi và cho mọi người rồi thế thì mới cái mới đầu tu tập ấy, tâm chiếu hòn quán đi đi tu ấy thì có hôm là chồng đóng cửa luôn tối về tâm chế văn quán là ngủ luôn ngoài hiền rồi thì có hôm có hôm đi tu đi giúp mọi người ấy là chồng nó mang dao ra là đi là chặt chân ấy vẫn đi bình thường không sợ sự đe dọa cái tâm chế còn quán chỉ nghĩ trong đầu là hôm nay mà mình sợ hãi cái con dao này của ông ấy thì ngày mai là mình sẽ không đi được nữa Thế nhưng mà chỉ quan trọng là mình đừng giận hờn người ta Vì người ta chưa hiểu thôi Thế thì đến cuối cùng thì mọi việc nó sẽ tốt đẹp thôi Đấy, thế cho nên ở đây Đức Phật dạy rằng Ai tự tại vô úy làm lành là bậc trí Nếu các quý đạo hữu thấy cái con đường tu đạo này Cái tìm hiểu về nhân quả Quyết bỏ ác làm lành giúp cho người khác cũng giác ngộ cái chân lý này. Chân lý nhân quả này giúp cho người khác tiếp cận vào giáo pháp giải thoát của Đức Phật. Và chúng ta không còn sợ hãi trước tất cả mọi sự đe dọa nào khác. Chúng ta sống ở đời là tùy duyên việc đời để làm để sinh sống trong gia đình, nhưng không phải vì vì điều đó mà chúng ta bỏ đạo không vì bất cứ lý do gì mà bỏ làm các việc thiện thì như vậy đức phật khen là bậc gì bậc có trí đấy nhé câu hỏi thứ hai là điều gì gọi là trí thì tự bản thân chúng ta chúng ta phải biết xem là chúng ta đã có trí ấy. một chút hay chưa còn nếu nếu chưa được điều này thì coi những gọi là chưa có trí đâu tức là sao lại gọi là chưa có trí vì người này vẫn tham lam những việc ở gì ở đời tạo dựng đau khổ ở đời các việc ở đời là tạo dựng đau khổ mà bỏ đi con đường hạnh phúc của mình là con đường làm lành vì làm lành thì sẽ có nhân quả tốt đẹp hạnh phúc mai sau mà thế cho nên là nếu như mình vì một lý do gì đó mà mình lại làm việc bất thiện không làm thiện nữa thì điều đó không có trí là đúng rồi vì mình làm việc bất thiện Thì mình phải chịu cái nhân quả đau khổ Phải không có quý đạo hữu Đó nhé Chúng ta tu Phật, chúng ta hạnh phúc một cái là chúng ta được tư duy Và những lời Phật dạy là chúng ta tư duy thấy thật sự là chân thật Phải không có quý đạo hữu Đó Chứ nó không giống như là bắt chúng ta phải tin cái này Phải tin cái kia, phải tin cái kia Phải không Ví dụ như là sống ở trong gia đình có hiếu với cha mẹ là việc thiện Đúng không? Có những người đi lấy chồng rồi có những người đi lấy chồng rồi Là chồng cấm tiệt luôn Cái việc về thăm nhà ngoại Cái việc báo hiếu mới lại bố mẹ đẻ Mà cũng phải sợ Thế thì chính tỏ là Mình không có trí rồi Phải không quý đạo hữu Bố mẹ mình đẻ mình ra Thì mình phải báo hiếu hai bên nội ngoại như nhau chứ Đâu có phải là việc mình đi lấy chồng rồi lại không được báo hiếu bố mẹ đâu Đấy, thì bậc có trí Đức Phật chỉ tóm lại là phải gì? Phải tự tại không sợ hãi để thực hành các thiện pháp. Thế thôi. Thế nếu mình tự tại không sợ hãi mà thực hành các thiện pháp thì gọi là bậc có gì? Có trí. Nhưng cái thiện pháp lớn nhất là thiện pháp gì? Là các phương pháp khiến cho mình ra khỏi luân hồi. Các phương pháp các việc làm khiến cho mình giúp người giác ngộ cũng ra khỏi luân hồi có đúng không các quý đạo hữu đó là tu học phật pháp nhé tu học đúng phật pháp bây giờ đến câu trả lời tiếp theo của đức phật sao gọi là trưởng lão đức phật trả lời như sau gọi là bậc trưởng lão không phải do tuổi cao thân già và tóc bạc hạng xuẩn ngu khác nào đức phật cho chúng ta một cái cái nhìn nhận. Cái vị trưởng lão ở trong đạo thì không phải là người tuổi cao có tóc bạc nhưng lại ngu xuẩn. Đã, thì cũng như vậy thôi thì ở trong tất cả các cái mối quan hệ quyến thuộc thôi, phải không? Thì quyến thuộc thì chỉ gọi là đây là cụ thôi, chứ người ta không thể gọi là trưởng lão nếu như là cái người cụ của mình, cụ kỵ nhà mình ấy mà ví dụ cụ sống được rất là nhiều tuổi thì chúng ta chỉ gọi là cụ thôi chứ còn nếu như người này lại bị những cái bệnh về trí tuệ không nhận biết được cái gì hoặc là làm những cái việc rất là bất thiện ví dụ như là trộm cắp rồi thì uh, buôn bán ma túy hoặc cái gì cái gì đó nhưng mà lại sống rất là nhiều tuổi ở trong dòng họ nhà mình thì mình cũng không thể gọi đó là trưởng lão được phải không người ta chỉ gọi là người cao tuổi phải không chứ không được gọi là trưởng lão. Thì hôm nay chúng ta xem đức Phật dạy chúng ta về thế nào gọi là trưởng lão. Ai noi theo chính pháp, từ bi đạo đức cao, sáng suốt lại thanh tịnh, xứng trưởng lão biết bao. Phải không? Thì ở đây là không không quy định về tuổi tác nha. Không quy định về tuổi tác. Cho nên chúng ta gọi cái chữ lão ý tưởng là dành cho người chỉ có người cao tuổi. Nhưng cái chữ trưởng lão ở đây thì lại khác, trưởng lão trong nhà Phật thì lại khác. Chúng ta thì thường là đi uh, tu tập Phật pháp. Thấy các uh, thầy cũng gọi nhau là đây là các bậc trưởng lão trong đạo. Đấy các bậc trưởng lão trong đạo. Thì có thể là đúng với lời Đức Phật dạy là trưởng lão là người đức cao đạo lớn, từ bi đạo đức cao. Nhưng đôi khi cũng là những người cao tuổi thì các thầy đôi khi cũng gọi là à, là các bậc trưởng lão hoặc là những người eh, nhiều tuổi chức sắc giáo phẩm cao như là đại lão hòa thượng. Đấy thì cũng gọi là trưởng lão. Đấy còn hôm nay thì chúng ta thấy rõ ở đây thêm một cái kiến thức nó là cơ bản. Đó là Ai noi theo chính pháp Tức là phải tu hành đúng chính pháp Có gì? Có tránh kiến Có mục đích của người tu hành Cầu gì? Cầu giải thoát Phải không? Có mục đích, sống có mục đích Từ bi đạo đức cao Sáng suốt lại thanh tịnh Xứng trưởng lão biết bao Thì ở trong trong gia đình dòng tộc nhà mình Cũng có những bậc trưởng lão chẳng hạn Tức là người ta sống biết yêu thương Phải không? đùm bọc rồi sống có đạo đức thế rồi uh, người ta sống một cuộc sống rất là thanh tịnh rồi người ta có cái sự sáng suốt rồi uh, người ta gọi là sống một đời đạo đức việc làm đạo đức thì chúng ta vẫn cứ thể gọi là bậc trưởng lão của dòng họ mình cũng được, phải không? đó. Thế còn chúng ta ở trong đạo tràng thì sao? thì chúng ta cũng phải nhìn nhận như vậy. Thế còn bản thân chúng ta, chúng ta phải nhìn nhận chúng ta phải không? Ví dụ như chúng ta là đạo tràng trưởng hay là chúng ta là trưởng ban này trưởng ban kia trong đạo tràng trong câu lạc bộ phải không? Thì đôi khi là mọi người cứ nghĩ mình là 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 có chức có, gọi là có một chút danh. Thế rồi đôi khi mình tu nhiều năm trong trong đạo tràng, tu nhiều năm trong Phật pháp, thì hôm nay mình lấy cái kiến thức mà Đức Phật dạy mình thế này để mình nhận biết về mình xem thật là có mình là trưởng não hay không. Ví dụ như là mình đã vào đạo tràng hoặc là mình theo tu Phật 10 năm, 20 năm. Thế nhưng mà có những người Phật tử người ta mới, người ta vào, người ta tu, nhưng mà thực sự là người ta thực hành giới pháp rất là trang nghiêm. Người ta yêu thương, người ta thực hành giúp đỡ cho mọi người. Người ta thực hành được như thế gọi là gì? Từ bi đạo đức cao, Thế rồi thì người ta lại nghiêm trì được giới luật Người ta lại thực hành được lục hòa rất là tốt Rất là trang nghiêm Mình lại coi rằng là người ta là trẻ con Xong lại bảo ta là Tao lại đi tu bao năm rồi Mày mới tu mà đã thế này thế kia Thế là chúng ta nói không đúng Không đúng với lời Phật dạy Gọi là cái thấy biết Không sáng suốt Không đúng sự thật Phải không các quý đạo hữu Vì thế cho nên là chúng ta phải nhận biết về chúng ta xem là chúng ta thực sự có một chút nào đó mon men đến hai từ trưởng lão hay chưa nhé yeah. phải xem lại xem là mình có yêu quý giới luật hay không yêu quý thực hành các quy định nục hòa hay không phải không thích sống đời thanh thanh cao mà thế rồi thì mình có yêu mến chính pháp Phật hay không để mình thực hành hay không nhà yeah. Thế rồi mình tư duy mọi việc có dựa vào chánh pháp của Phật để tư duy hay không? Tại vì dựa vào chánh pháp của Phật để tư duy thì gọi là sáng suốt mà. Ai tư duy cái gì cũng theo lý nhân duyên quả thì sao mà không sáng suốt? Phải không có quý đạo hữu? Nhá. Yeah. Thế cho nên ở đây là chúng ta nhận biết xem chúng ta có một chút gì gọi là trưởng lão hay không. Câu tiếp theo mà Đức Phật trả lời cho ông trưởng lão Bà La Môn về sao gọi là đoan chính người gọi là đoan chính không phải đẹp như hoa trong tham lam tật đố nói và làm trái xa ở đây thì Đức Phật dạy chúng ta là khi mà chúng ta chọn những cái tiêu chuẩn về để nhận xét về người đoan chính ấy, thì chúng ta là không lấy cái tiêu chuẩn về sắc đẹp để nhận xét chúng ta cũng không lấy cái tiêu chuẩn về sắc đẹp của chúng ta để nhận xét chúng ta có đoan chính hay không mà phải lấy các tiêu chuẩn sao lấy tiêu chuẩn trong tham lam và tật đố tức là chúng ta phải nhìn nhận xem chúng ta có tâm tham lam có tâm đố kỵ hay không thứ nữa nói và làm trái xa chúng ta phải xét xem là cái lời nói và việc làm mình nó có trái ngược nhau hay không tức là nói thiện nhưng làm ác nói là tu nhưng mà lại làm những cái việc không đúng với người tu phải không đấy chúng ta phải xét về các cái yếu tố đấy để xét xem mình có đoan chính hay không và người có đoan chính hay không thế và để xem đức phật dạy xem là xét thật sự người đoan chính là thế nào ai bỏ được điều ác dứt tận đến nguồn cơn trí tuệ không giận hờn mới là người đoan chính. À, các quý đạo hữu thấy là người đoan chính là xét về tiêu chuẩn của đạo đức và gì? Và trí tuệ. Thứ nhất là ai bỏ được điều ác, dứt tận đến nguồn cơn, tức là mình dứt tận đến cái nguyên nhân để khiến dẫn đến cái việc ác đấy, mình cũng dứt luôn. Các đạo hữu ạ, phải không? Tức là mình không làm việc ác rồi Thế còn những cái gì mà khiến cho mình có thể làm các việc ác mình cũng dứt luôn Đây Tâm Chứa còn có nói ví dụ các quý đạo hữu là Phật tử thôi Chúng ta không làm các việc ác nữa Nhưng chúng ta vẫn chơi với những cái người ác Phải không? Ví dụ như là mình thì không say sưa nghiện ngập Nhưng mà mình lại vẫn quan hệ chơi bời Giao du với người say sưa nghiện ngập thì như vậy là mình không thể dứt được tận các nguồn cơn của nó nó còn nhân duyên thì nó sẽ còn lúc chúng ta còn phải bị làm cái điều đó vì chúng ta chưa phải bậc thạnh phải không cho nên chúng ta dễ bị gì bị nhiễm nhiễm chúng ta cứ bảo là chúng ta chơi đi rồi thì để khuyến hóa họ thế nhưng mà chúng ta phải biết cái năng lực tu của mình đấy chứ xem mình đã, đã dứt hẳn được cái 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 việc đó chưa chứ không? thế rồi có những đạo hữu thì bảo là thôi tôi vào tôi đi xem các cái việc tà kiến này đi thế nhưng tôi chỉ xem thôi nhưng mà tôi không theo nhưng cái tâm xem đấy nó vẫn là tâm gì mong muốn thèm khát thân cận nó chưa dứt được tận nguồn cơn trong tâm mình có đúng không mình biết là cái việc tà kiến là không đúng phải chả xem gì cho nó mất thời gian biết rõ thôi mà Phải không quý đạo hữu cho nên ở đây là ai bỏ được điều ác, dứt tận đến nguồn cơn, trí tuệ không giận hờn mới là người đoan chính. Trí chí tuệ thì phần trước chúng ta đã học về thế nào là trí rồi nhá. Đó, thế thì và tâm mình không có giận hờn, thực sự tâm không có giận hờn ấy thì người đó phải biết về nhân quả, thường quán chiếu về nhân duyên. Thấy không? Thì người ta mới không giận hờn chứ còn thực sự nếu mà một người chưa biết về nhân quả không quán chiếu về nhân duyên thì có thể lúc này không giận hờn nhưng lúc khác cũng sẽ gì oán hận trách móc không thể hết được đâu chỉ có giác ngộ về cái lý nhân quả thường tư duy về nhân duyên thì chúng ta mới có thể dứt hết được các cái giận hờn này đó chúng ta thấy không Thế mới gọi là đoan chính đấy nhé Đôi khi chúng ta nhìn người khác Chúng ta ở trong người kia đoan chính À thế là chúng ta biết Chúng ta có cái nhìn nhận sai lầm Chúng ta có nhìn nhận sai lầm Thì chúng ta sẽ sẽ thực hành sai lầm thôi Phải không? Cái người kia chúng ta thấy họ có vẻ đẹp Phải không? Nịch thiệp chào hỏi Trong một khắc nào đó Trong một cái lần chúng ta gặp họ Mình bảo là người kia thật là đoan chính thế cho nên là thực sự là nam nữ trai gái đi tìm hiểu nhau ấy, để tìm hiểu được người đoan chính ấy, là phải thân cận nhau rất là lâu cái từ đoan chính này không để dành riêng cho giới nữ phải không mà là tất cả ai mà dứt được việc ác mà dứt là phải đến ai không làm việc ác nhưng mà lại phải dứt tận đến nguồn cơn phải không rồi thì trí tuệ không giận hờn mới thật là người đoan trị có đúng không có quý đạo hữu đó thế là mình xét mình nha xem đã dứt được việc ác chưa đã dứt được tới tận nguồn cơn chưa mình có giữ vững được trí tuệ quán chiếu về nhân quả để cho mình không có giận hờn không phải không có giữ, giữ vững được trí tuệ giải thoát không thế thì mình mới được gọi mình là mon men đến được cái gì đến hai cái chữ là có một chút đoan chính phải không quý đạo hữu thế đúng là lời dạy của đức phật làm cho chúng ta không ngã mạn về chính mình không mình nhận diện về mình thì mình không ngã mạn tức là mình không sai lầm về mình mình không bị mù mù mịt về chính mình nữa mình phải nhận biết à, còn điều tiếp theo ạ sao gọi là sa môn này đức phật dạy thế này gọi là bậc sa môn không phải do cạo tóc nếu vọng ngữ tham lam khác chi hạng tục phàm ai dứt được điều ác mở rộng đạo nhiệm màu tâm ý không vọng tưởng chính thật bậc sa môn Ê, cái này là dành cho người xuất gia đây các quý đạo hữu ạ thì đương nhiên là người xuất gia thì phải cạo tóc rồi nhưng mà ở đây đức phật thì chỉ nói rằng là mình đừng chấp vào mình đã là người cạo tóc đừng chấp vào cái hình tướng mình đã là người cạo tóc mà mình được tự mãn được bảo dương dương tự đắc là tôi là sa môn mà sa môn phải cần các đức hạnh nữa thì mới được gọi là người sa môn chứ không phải chỉ một duyên là cạo tóc nhé cho nên chúng ta phải hiểu chỗ này chứ nếu không thì chúng ta sẽ phỉ bán người xuất gia phải không đó phật tử chúng ta sẽ phỉ bán thứ nhất này nếu vọng ngữ tham lam vọng ngữ tức là chúng ta tự ngộ nhận về mình chưa phải chính chính mình có những cái đạo hạnh của người Sa môn nhưng lúc nào cũng nghĩ mình là Sa môn và bắt người khác phải gì phải cung kính phải phải gọi, phải coi mình là cái bậc thầy thấy không đấy nếu vọng ngữ mà lại còn tham lam nữa đấy vọng ngữ nó cũng có nhiều cái tức là nói dối vọng ngữ đó rồi tâm thì lại tham cái ngũ dục Đấy, tham lam Khác chi hạng tục phàm Thế Đức Phật ở đây gọi là Nếu như mà cái người đã cạo tóc rồi Đã đáp y rồi Thế nhưng mà nói những lời vọng ngữ Hoặc là không rõ biết về mình Hoặc là còn tham lam Ngộ nhận về mình Rồi lại còn đi mà Mà bắt người ta cung kính Phải không? Thế thứ nữa là tâm còn tham lam như vậy mà lại nghĩ mình là xứng đáng là bậc sa môn rồi thì sẽ không tu nữa. Thì Đức Phật nói là như vậy thì tự các vị sa môn hãy tự nhìn vào mình nhé, không được cho mình cạo tóc đã là sa môn đã thật sự là đã thành công đâu. Đã thật sự là hoàn thành cái sứ mạng của của người xuất gia hay là chính thức là mình được tôn vinh trong cái duyên là người xuất gia hay là gọi là bậc sa môn mình phải xem xem là mình còn vọng ngữ còn tham lam không nếu mình còn vọng ngữ mình còn nói những điều không đúng không đúng sự thật phải không ở trong giới luật của nhà phật thì vọng ngữ thì nó nó, nó rất là nặng ví dụ như nói là tôi đã được pháp của của bậc thánh tức là tôi đã chứng đắc ấy tôi đã chứng đắc, tôi đã thông tỏ, thế là tôi đã đạt đạo, thì cái đó gọi là vọng ngữ, đó. Thế nếu như mà còn vọng ngữ, còn không rõ biết về mình, tâm còn tham lam, thì thật sự là chưa được. mình quán chiếu về mình như thế, mình thấy là mình chưa có thể mà dừng lại, không tu tập được, hoặc là ngã mạn về mình. Đấy. cái chỗ này Đức Phật là chỉ để cho nhận biết về mình thôi. Ai dứt được điều ác, mở rộng đạo nhiệm màu, tâm ý không vọng tưởng, chính thật bậc sa môn. Tức là mình phải luôn quán chiếu về mình, tâm mình dứt trừ, sống với chúng thì không có cái sự đố kỵ ác hại. Mà sống chung với tất cả, với chúng sinh cũng như vậy. Thế rồi mở rộng đạo nhiệm màu, tức là mình phải mang tránh đạo tuyên dương bằng nhiều cách bằng chính hình ảnh tu tập của mình bằng các nhân duyên của mình phải không tâm ý không vọng tưởng tức là người mà xuất gia ấy, thì tâm ý họ thường vọng tưởng tới ngũ dục phải không ham muốn việc đời thì đó gọi là vọng tưởng chứ còn nếu như người mà luôn luôn tránh niệm đoạn trừ các cái tham lam những cái tâm cấu ế thì được người đó gọi là chánh niệm nha đấy thì như vậy thì được gọi là sa môn thế thì chúng ta là người phật tử tại gia thì chúng ta chỉ nhận biết việc đó khi chúng ta giao tiếp với các bậc sa môn thôi thấy không đó ở đây đức phật lại trả lời tiếp câu là sao gọi là tỳ kheo thì kính thưa quý đạo hữu sa môn và tỳ kheo ấy, sa môn thì người ta cứ xuất ra thì gọi là sa môn luôn. Thế còn tỳ kheo là người thọ trì các giới phẩm cao. Thế chúng ta thường gọi là người vừa xuất ra thì gọi là sư chú hay gọi là sư chú sa di thì cũng được gọi là vị sa môn rồi. Sa môn đệ tử à, Đấng cù đàm đấy. <laughs> đệ tử Phật Thích Ca đấy. Còn sao gọi là tỳ kheo thì cái này các bậc tỳ kheo thì đã thọ giới phẩm cao nên rồi. Đó. Là người mà được thọ các giới tức là nhận các cái giới tu mà để khiến cho thực thành thánh đấy các quý đại hữu ạ. Thì ở đây Đức Phật gọi là sao gọi là sa môn đấy ạ? Gọi là bậc tỳ kheo không phải đi khất thực tà hạnh mong cúng thí chỉ là cầu danh xuông ai dứt bỏ nghiệp tội thanh tịnh tu phạm hạnh, trí tuệ phá được ác, chính thật bậc tỳ kheo. Tức là khi đã là bậc tỳ kheo rồi thì phải đi khất thực. Các quý đạo hữu ạ, Phật tử chúng ta sau này đi tu, phải không? Thì chúng ta không hướng đến cái mục đích là chúng ta được đi khất thực. Nhiều người cũng như thế, nhiều người cũng mong là nhìn các thầy đi khất thực mình cũng chỉ muốn được đi khất thực, các thầy đi khất thực được mọi người cung kính Mình cũng thích được như thế Nhưng không phải nhá Ở đây Đức Phật dạy rõ rồi đấy Không phải đi khất thực tà hạnh mong cúng thí Chỉ là cầu danh xuông Cái đấy chỉ gọi là cầu danh xuông thôi Không được gọi là vật tỳ kheo Ai dứt bỏ nghiệp tội Thanh tịnh tu phạm hạnh Ai dứt bỏ nghiệp tội Tức là luôn luôn ở trong tâm trí Chúng ta là mong mỏi tu tập cho dứt trừ các nghiệp các gì các nghiệp các tội ví dụ chúng ta gọi là ba nghiệp thân khẩu ý đấy chúng ta chỉ mong dứt trừ được các nghiệp của thân của khẩu của ý dứt trừ được các tội nỗi và thanh tịnh tu phạm hạnh thế nào gọi là thanh tịnh tu phạm hạnh tức là chỉ cầu giải thoát mà thực hành phạm hạnh tại vì ở bên trên thì nói gì là đi khất thực là thực hành phạm hạnh đấy thế nhưng mà lại cầu người ta cúng thí cầu có danh thì đấy không gọi là thanh tịnh tu phạm hạnh mà thanh tịnh tu phạm hạnh là mình mong tu phạm hạnh này để cho cầu cho mình được giải thoát cầu cho mình được thành thánh thôi các quý đạo hữu ạ thế rồi cái mong cầu đó phải thế nào trí tuệ phá được ác chính thật bậc tỳ kheo Tức là ta phải dùng trí tuệ của chúng ta phá được phá trừ được tất cả những cái bất thiện pháp trong tâm chúng ta đây này, Đấy ác phá được bất thiện pháp trong tâm chúng ta. Khi chúng ta phát hiện ra chúng ta có bất thiện pháp nào, chúng ta dùng trí tuệ chúng ta dứt trừ được nó. Đấy thì được gọi là bậc tỳ kheo nhé. Đấy, sau này Phật tử chúng ta đi tu thì chúng ta nhớ như vậy thì sư phụ cũng dạy rất là nhiều bộ kinh mi tiên đấy sư phụ dạy rất nhiều bài. bài kinh này sư phụ đã giảng rồi phải không và sư phụ thì rất là dạy rất là mạnh cho các bậc tỳ kheo đó thế nhưng mà chúng ta thì có duyên ở trong bài này cho nên chúng ta phải cũng học trước phải không các quý đạo hữu để mình biết rằng mình đi tu phật mình thọ giới tỳ kheo là để gì để chính danh được cầu thành phật chính danh được tu phạm hạnh phải không và mình sẽ luôn luôn dùng kiến thức của của Phật Pháp Lời dạy của Đức Phật Để mà đoạn trừ Cái tham lam của mình Sân hận ngu si của mình Để chúng ta có thể đoạn trừ Các bất thiện Pháp trong tâm chúng ta Phải không? Đấy chúng ta học trước Phải không các quý đạo hữu? Giờ Đức Phật lại trả lời về Sao gọi là hiền minh Đấy hiền minh thầy Đức Phật trả lời thế này Gọi là bậc hiền minh chẳng phải im không nói nếu dụng tâm không khéo làm dáng bên ngoài thôi ai lòng giữ vô vi hạnh thanh tịnh vô chấp tâm bỉ thử vắng lặng chính thật bậc hiền minh ấy chúng ta xem là bậc hiền minh ý. tức là là bậc trí tuệ từ bi đấy các quý đạo hữu thực ra cái chữ hiền minh ấy là bậc trí tuệ từ bi các quý đạo hữu trên chúng ta cũng thấy là nhiều người và đôi khi chúng ta cũng thế phải không ra vẻ ít nói rồi ra vẻ giống thiền sư mà quý đạo hữu ra vẻ giống thiền sư tâm chú an quán đọc lại gọi là bậc hiền minh chẳng phải im không nói nếu dụng tâm không khéo làm dáng bên ngoài thôi đây là lời nhắc nhở của đức phật nếu chúng ta dụng tâm không khéo thì sự im lặng của chúng ta dáng vẻ bên ngoài của chúng ta nó chỉ là dáng vẻ thôi không phải là bậc hiền minh và đức phật dạy bậc hiền minh là thế nào ai giữ lòng vô vi hạnh thanh tịnh vô chấp tâm bỉ thử vắng lặng chính thật bậc hiển minh. Ai giữ lòng vô vi, tức là luôn luôn giữ cái tâm mình ấy là đúng đạo, hợp với đạo, giữ tâm mình hợp với đạo. Hạnh thanh tịnh vô chấp, tức là không chấp vào cái công đức của mình, không chấp vào cái hạnh tu của mình, không chấp. Nhé, mà luôn luôn các việc nó phù hợp với gì? Với đạo tâm bỉ thử vắng lặng bỉ thử tức là phân biệt các quý đại hữu tức là tâm phân biệt vì có chấp cho nên mới phân biệt phân biệt thì nó khác với phân biệt để nhận biết nhé chúng ta thì thường là gì phân biệt nhận biết đúng sai bỏ sai làm cái việc tốt bỏ ác hành thiện thế nhưng ở đây là tâm bỉ thử vắng lặng tức là lao sao cái chuyện đúng sai của người các quý đại hữu nào sao cái việc đó? Chính thật bậc hiền minh. Thế thì bây giờ chúng ta phải xem đi chúng ta có một chút gì ở trong cái 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 hạnh của cái bậc hiền minh này chưa? Đó là chúng ta xem xem là tâm chúng ta có luôn giữ mình ở trong đạo hay không. Phải không các quý đạo hữu? Xem có giữ ở trong đạo hay không. Xem mình có không chấp vào công lao, không chấp vào những cái việc mình làm hay không. Phải không? Vì mình chấp như thế thì mình sẽ phiền não Mình sẽ làm khổ người khác Phải không các quý đạo hữu? Hay chấp vào mà Nó giống như là ở trong đạo tràng chúng ta ấy Khi chúng ta là đạo tràng trưởng chúng ta giúp ai Thế xong sau đó thì người ta có gì làm cho mình bất như ý Thì mình bảo người ta là sao? Vô ơn đối với tôi Đấy Cái câu nhắc vô ơn là khi nào chúng ta mới nhắc Là khi chúng ta chỉ bảo ân cần, thân cận Nói được một cách dễ dàng để cho người ta sửa đổi nhận lỗi Thì nó khác nhưng nó phải phù hợp với cái việc người ta tiếp nhận hoặc người ta mong cầu Tức là cái duyên nói của chúng ta nó phải thật là tốt đẹp chúng ta mới nói Cái duyên là mình nói người ta, người ta mong cầu mình dạy cho người ta Thì mình mới nói Chứ còn khi mà mình nói với cái tâm là sân hận bực mình Thì đấy là mình có chấp rồi Phải không? Ví dụ như là mình mình cùng là bạn đồng đạo Mình là đạo tràng trưởng Thế thì mình giúp cho người ta rất là nhiều Thế đến lúc người ta bảo là Cô ơi, cô, cháu cô có gì cô dạy cháu Thế thì mình cũng phải nói tránh Phải không? Ví dụ như là người ta vô ơn với người khác Thì mình mới bảo đấy cái hành động này của cháu Đối với người ta là vô ơn Phải không? Đấy cái tâm vô ơn đấy Cần phải điều chỉnh thì nó mới khác Thế còn nếu như mình chấp Thì mình thấy là mình giúp người ta sau xong người ta làm một cái điều gì đó bất như ý có thể là trong cái lúc mà mình tu tập thế thì có cái gì mình không đúng người ta có ý kiến thì mình bảo ta vô ơn <laughs> thì cái đó gọi là có gì có chấp vào cái mình đã làm công lao của mình đức tu của mình phải không đó thế cho nên là mình xem mình xem có như thế không nhé thế rồi tâm bị thử vắng lặng mình xem cái tâm coi như là nhận xét hơn thua về người đấy, phân biệt về người ví dụ như là người mình người nào tốt với mình hay là người nào thế này thế kia thì mình yêu quý thế rồi thì phân biệt giữa người nọ người kia rồi rồi mình sinh ra chấp trước phải không? Mình sinh ra yêu quý, mình sinh ra giận hờn, mình sinh ra ghét bỏ thì cái đó là không được gọi là bậc hiền minh nhé. Yeah. Thì ở đây chúng ta quan sát chúng ta từng chút từng chút một xem xem chúng ta có chút nào ở trong đó hay không nhé tiếp tục Đức Phật à, trả lời ông trưởng lão bà La môn câu hỏi sao gọi là có đạo văn kinh như sau gọi là bậc có đạo không riêng cứu một ai cứu giúp cho tất cả không hại kẻ vô đạo chúng ta thì đi tu thì chỉ có lo no việc nhà mình là chủ yếu thôi có đúng không các quý đạo hữu hay tâm chứa hàng quán trước mà phát tâm bồ đề ấy, nó có một cái nhân duyên hai cái chữ bình đẳng các quý đạo hữu phát tâm bồ đề buổi sáng thì buổi tối bị tai nạn tai nạn xong là cái nhóm bạn đi cùng với mình nhóm người đi cùng với mình bị nặng thế là ở cái nhóm trên thì người ta có cũng bị nã, bị tai nạn nhưng mình không biết. Mình, những cái nhóm người mình mang đi cấp cứu thì tâm trí còn ngồi lại ở đó. Cái câu chuyện này tâm trí còn đã kể. Thế là đến lúc mà được biết tin là trên kia khóc đấy là người khác chết chứ không phải cái nhóm bạn của mình chết. Mà tâm trí ẩn quán đang khóc vì sợ cái đấy là nhóm bạn của mình chết Nhưng nghe tin là không phải bạn của mình chết mà là người khác Tự nhiên không còn cảm xúc gì Không khóc ngay lúc đó giật mình là mình tu không bình đẳng đấy là lúc bấy giờ chưa phải là biết tu nhiều đâu mới gọi là theo để phát tâm bồ đề thôi đấy cũng chưa hiểu rõ lắm cái nghĩa bồ đề đâu mà nói lúc đấy mình chỉ nghĩ mình tu thôi chứ cũng chưa hiểu rõ cái nghĩa bồ đề như sau này đâu thế mình bảo ô thế mình phải bình đẳng và từ đấy tâm trí còn quán là luôn luôn mong muốn tu bình đẳng thế thì tu bình đẳng như vậy mới gọi là có đạo khi nào cái tâm mình phải bình đẳng được giữa thân sơ không còn chấp người thân người sơ người đã theo đạo của mình hay người không theo đạo của mình mà cứ có duyên thì cứu giúp thôi phải không không chấp không chấp mà phải bình đẳng còn cái việc độ thì nó khác ví dụ như là chúng ta ví dụ chỉ có 10 phút thôi thì đương nhiên là chúng ta nên, nên nói chuyện với cái người ta đã hiểu đạo một chút rồi để mình khiến cho người ta tinh tấn. Nhưng 10 phút đấy mình không thể nói với cái người chưa biết một cái gì mà giúp cho họ hiểu được. Thì mình không nói. Đấy là mình biết gì? Biết rõ nên thực hành thế nào. Chứ đấy không gọi là chấp. Nhá. Đó. Thế ở đây chúng ta xem chúng ta đã là bậc có đạo chưa? Chúng ta là Phật tử bao nhiêu năm hoặc chúng ta có thể là người sau này đi xuất gia bao nhiêu năm? chúng ta vẫn cứ đau đáu về gia đình về người nhà thì gọi là chưa có đạo đâu phải không đó gọi là gọi là bậc có đạo không riêng cứu một ai cứu giúp cho tất cả không hại kẻ vô đạo đã bình đẳng rồi thì đương nhiên là không hại kẻ vô đạo rồi vô đạo tức là cái người ác mình không hại cái người ác ví dụ như người ta không biết đến đạo không biết đến nhân quả Người ta có thể ác hại mình Nhưng mình không thể ác hại người ta Phải không? Cái đó không hại kẻ vô đạo khi Vô đạo tức là không biết nhân quả gì cả Đó Thế thì mình biết nhân quả Thì đương nhiên là mình không lại cũng phiền não Cũng làm các cái việc bất thiện Xui bảy các thứ Thì người làm cái việc bất thiện Đối với mọi người Chứ chưa nói gì đối với người vô đạo đâu thì như thế chúng ta gọi là người gì? Người có đạo nhé Cho nên chúng ta phải nhận biết xem chúng ta có đạo hay chưa Chứ đôi khi chúng ta hay ngộ nhận lắm Tôi là người có đạo đấy Phải không? Chỉ có nói là tôi đang tu theo đạo Phật Chứ chưa thể gọi tôi là người có đạo Bao giờ chúng ta phải thật tâm là gì? Là bình đẳng Hay đang quyết tâm tu bình đẳng Phải không? Các quý đạo hữu Thì chúng ta gọi là tôi sơ sơ Biết về thế nào là người có đạo. Và tôi có một chút có đạo rồi. Định đạo một chút rồi. Phải không? Đó. Và Đức Phật trả lời tiếp câu hỏi. Sao gọi vâng giữ giới? Người phụng trì chính Pháp không phải tụng nói nhiều. Tuy rằng nghe học ít song y Pháp hành trì giữ đạo không quên nãng là phụng trì Pháp táng. Đấy, chúng ta thấy ở trong nhà Phật có Ngài An An ấy. Ngài nhớ hết tất cả Nhưng Ngài lại đắc đạo sau cùng Nhớ hết nhưng không phải là thực hành được Cũng giống như cái máy tính ấy, nó nhớ được hết Nhưng nó cũng không đắc đạo được Cái máy tính có đắc đạo đâu Phải không quý đạo hữu? Thế ở đây Đức Phật đã dạy rõ là bậc vâng giữ ừ, Giới đó là người phụng trì chính pháp Không phải tụng nói nhiều thì ở chỗ này chúng ta cũng đừng nghĩ là từ nay không tụng kinh. Nhiều tức là chúng ta nằm đi, nằm lại thôi. Các quý đạo hữu, ví dụ như là một cái quyển kinh này cứ thế là mang ra đọc nhiều quá, phải không? Mà không có mục đích. Ví dụ chúng ta tụng kinh này là phải có mục đích. Ví dụ tụng kinh để cho mình hiểu hoặc tụng kinh để cầu siêu là cho vong linh mới là người ta hiểu, phải không? Chứ còn mình cứ mang một quyển tụng kinh ra mà tụng nhiều thì không phải là như thế Mà Đức Phật dạy rằng Tuy rằng nghe học ít Xong y pháp hành trì Giữ đạo không quên nãng Là phụng trì pháp tạng Tức là chúng ta nghe học Không phải là nhiều Nhưng những điều nghe, điều học đấy Chúng ta phải thực hành được Phải nghe, phải thực hành Nghe đến đâu, thực hành đến đấy Có phải không? Còn tất nhiên là chúng ta là căn tính Nó không được được tốt cho nên là phải nghe nhiều thì mới hiểu nghe nhiều thì mới thúc đẩy ta tu thì cái đấy nó vẫn là gọi là không phải nghe nhiều cái từ nghe nhiều chúng ta phải 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 hiểu là nghe lan man không chịu thực hành phải không còn nghe chưa hiểu nghe chưa đủ để sách tấn chúng ta thì chúng ta vẫn phải gì vẫn phải nghe có những người mà cũng có khi là người tu chỉ thích đi tụng kinh thôi không chịu thực hành gì cả thích nghe rất nhiều chỉ đi nghe để giết thời gian thôi chứ không phải nghe để tìm hiểu thực hành thế thì cái đấy chúng ta phải tránh nhé chúng ta nghe chúng ta phải tìm hiểu chúng ta thực hành thì mới đúng là đức phật dạy như vậy giữ đạo không quên nãng. thì cái giữ đạo thì cái chữ đạo vừa nãy thì đức phật đã dạy rồi văn kinh tiếp tát giá ni kiền và 500 đệ tử nghe kệ xong tâm hoan hỉ khai ngộ không còn kiêu mạn đều xuất gia làm sa môn. Riêng Ni Kiền phát tâm Bồ Tát còn 500 đệ tử đều chứng quả A La Hán. Tức là cái ngài Ni Kiền thì ngài phát tâm Bồ Tát, tức là phát tâm để tu hành Bồ Tát đạo, sau này thành tựu chánh đẳng chánh giác. Còn 500 vị đệ tử kia thì đắc quả giải thoát. Các quý đạo hữu. Đó, chúng ta thấy bài kinh hay không? Bài kinh này là rất là giá trị để chúng ta quán chiếu về đầy đủ, đầy đủ các cái phương diện trong tu tập của chúng ta mà chúng ta cần, phải không? Chúng ta biết để chúng ta không ngộ nhận về chúng ta, không ngộ nhận là tôi là tôi là người biết đạo, tôi là người có đạo, tôi là bậc trí, tôi là bậc hiền minh, rồi tôi là bậc trưởng lão, tôi là người đoan chính, thế cho nên là bài kinh này rất là hay. Đúng thật là cách quán chiếu nhận biết về kết quả tu tập, Đấy, hiện tại của mình mình nhận biết xem kết quả tu tập của mình đến đâu là chúng ta bước sang đề mục quán vì bài kinh này hôm nay rất là dài mà lại rất là nhiều vấn đề cần phải nhận biết về mình trên đề mục quán cũng rất là nhiều Và đủ theo những ý mà ông trưởng lão bà la môn hỏi đức phật đó là có tám phần. giờ chúng ta cũng à, theo lời đức Phật dạy để quán chiếu lại tâm mình đủ theo tám phần đó à, đúng với nhân duyên tu tập của Phật tử trong câu lạc bộ quốc vàng chúng ta. Thế còn các Phật tử nào chúng ta là người mới, chúng ta chưa biết cách quán chiếu thì chúng ta cứ đọc cái đề mục xong chúng ta trả lời câu hỏi thôi. Thế còn những cái phần mà chúng ta có thể là còn chưa hiểu rõ vì có thể là các Phật tử của chúng ta là mới tin mà. Cho nên là nhiều từ chúng ta cũng chưa quen lắm. Thế thì chúng ta cứ từ từ, chúng ta biết được tới đâu thì chúng ta thực hành tới đấy. Còn thì sau này chúng ta lại nghe lại, chúng ta lại thực hành lại nhé. Thì đề mục quán chiếu, quán tức là quan sát chiếu tức là xem lại đấy ví dụ chúng ta nói là quán chiếu thì chúng ta gọi là soi gương đấy, tức gọi là xem lại tâm mình. Thế rồi, đấy là quán chiếu lại mình. Thế còn quan sát tức là quan sát lại cả tâm mình quá khứ, hiện tại và vị lai cho nên ở đây chúng ta thử dùng quán chiếu thôi, tức là quán lại thôi, nhìn nhận lại mình cái tâm của mình thôi chứ chúng ta không dùng cái từ quan sát quan sát thì đức Phật chúng ta hay dùng là quan sát nhân duyên, quan sát về quá khứ, quan sát về nhiều thứ lắm chúng ta chỉ dùng quán chiếu nhé, chứ gọi chúng ta gọi là tu thiền quán nhưng chúng ta chỉ quán tâm thôi nha. Trong tứ niệm xứ thì đó gọi là cái xứ thứ ba là thân thọ tâm pháp thì chúng ta đây là thực hành tứ niệm xứ trong niệm xứ thứ ba niệm về tâm Đó. đề mục quán thứ nhất là quán chiếu nhận biết tâm đạo của mình trong đề mục này nội dung như sau quán chiếu nhận biết tâm mình có ít hay nhiều lòng thương xót mọi người mong muốn cho mọi người giác hiểu về nhân quả tu tập chuyển nghiệp khi làm phận sự đó là đề mục quán thứ nhất đề mục quán thứ hai quán chiếu nhận biết về tâm thuộc về bậc trí của mình ý thứ nhất quán chiếu về sự quyết tâm dũng mãnh vượt qua các sự cản trở về việc tu tập hành thiện của mình. Đề một quán thứ ba, quán chiếu nhận biết về tâm trưởng lão của mình trong hiện tại. Xem chúng ta có cái tâm trưởng não không? Của các bậc trưởng não hay không? Hay Đức Phật gọi là tâm của bậc trưởng não như vậy thì mình xem có hay không? Quán chiếu sự thực hành Phật Pháp qua việc Thứ nhất là sự tự giác nhận nỗi và hoan hỷ khi được chỉ nỗi của mình Có hay chưa, nhiều hay ít đấy, Tâm trưởng não phải có như thế đấy Ít thứ hai là khi chỉ lỗi cho người Có dựa vào chính pháp Dựa vào quy định lục hòa để chỉ lỗi không nhiều khi mà chỉ nỗi theo cái tâm giận hờn yêu ghét sân giận của mình Để tiếp theo chỉ nỗi với tâm thân ái mong muốn cho người tốt đẹp hay không tức là khi mình chỉ nỗi thì mình có cái tâm thân ái ở trong đấy không thân ái tức là mình với họ là bình đẳng với nhau yêu quý nhau đồng đẳng với nhau nào. Đó. Mong muốn cho người tốt đẹp lên hay không? Đấy đôi khi chúng ta chỉ nội vì cái tâm bất thiện lắm ấy. Đề mục quán thứ tư. Quán chiếu nhận biết về sự đoan chính của mình. Ý thứ nhất. Mình đã bỏ được điều ác nào? Ý thứ hai. Điều ác nào chưa bỏ? chưa dứt trừ được tận nguồn cơn của nó. Ví dụ như là chúng ta còn đang rất là tham danh. Chúng ta mong cầu những cái việc để cho nó có danh. Tham cầu đang mong muốn như thế. Đấy cũng là việc ác chứ chưa phải là mỗi cái việc mà lúc dân chưa còn quán chạch cho các quý đạo hữu đâu. Là là chơi người ác đâu. Người tham ngũ dục, bàn mưu tính kế rồi mong muốn mình được cái danh đấy mà không tự tại trước cái danh tại vì danh nó do nhân quả mà không tự tại mà lại dùng danh dùng quyền hành làm việc bất thiện nữa thì lại càng không đoan chính Thấy không đã có cái danh rồi lại dùng danh làm việc bất thiện thì lại càng câu ế không thể nào đạt được vào cái chữ đoan chính này tí nào nha. đề một quán thứ năm quán chiếu về tâm sa môn của mình À, các quý đạo hữu, tuy rằng chúng ta chưa xuất gia nhưng chúng ta cũng có cái tâm sa môn ở trong đấy, các quý đạo hữu. Quán chiếu xem hiện tại tâm mình còn tham lam về những gì. Quán chiếu xem mình vọng ngữ, ngộ nhận về mình những gì. Qua những việc tỏ ra cao đạo. khi tỏ ra rất cao đạo, các quý đạo hữu đề mục thứ sáu quán chiếu tâm tỳ kheo của mình ý thứ nhất quán chiếu tâm tinh tấn phá trừ tham ngũ dục của mình phật tử chúng ta cũng phá trừ cái đấy chứ phải không thì ở đây là tham tài tham tiền tham sắc tham danh tham ngủ tham ăn này, tức là mình quán chiếu cái tâm mà tinh tấn phá trừ các cái tham dục này của mình thế nào. Tâm của tỳ kheo là phải tinh tấn phá trừ cái này. Ý tiếp theo, sự nhanh nhạy dùng trí quán để phá trừ bất thiện tâm thế nào? Tức là khi một cái bất thiện tâm của ta khởi lên thì ta phải dùng trí tuệ và lương vào chánh pháp để phá trừ cái tâm đó thì mình có làm được điều đó hay không? Hay là khi một bất thiện tâm khởi lên, ta bị nó dẫn dắt ta làm theo nó thì không không có tâm tỳ kheo đâu, nhé. Không có tính chất của tỳ kheo ở trong đó. Đề mục quán thứ bảy. Quán chiếu sự hiền minh của mình. Ý thứ nhất, quán chiếu tâm chấp công lao của mình đấy mình xem mình có chấp công lao của mình rồi mình tỏ ra ghê gớm hay không phải không? Chấp công lao thì nó nhiều thứ nữa. Ý tiếp theo quán chiếu tâm phân biệt rồi sinh yêu ghét của mình. Đấy mình xem mình có phân biệt rồi mình từ sự phân biệt đó mà sinh ra sự yêu ghét hay không, nhà. Yeah. Thì mình sẽ biết là mình có chút hiền minh nào hay chưa. Nếu mà Tất cả các cái đề mục quán này mình đều trả lời là đã tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi Thì cái điều đó rất là tốt, các quý đại hữu ạ Nhưng mà Phật tử chúng ta thì khó lắm Cho nên chúng ta chỉ xem chúng ta có chút nào không thôi các quý đại hữu ạ Ví dụ như là cái đề mục thứ bảy này chúng ta là Ít chấp công nào, không có phân biệt, rồi sinh tâm yêu ghét Thế thì chúng ta biết là chúng ta có một chút tâm hiền minh ở trong đó đề mục thứ tám là đề mục cuối cùng quán chiếu tâm mình có đạo được ít hay nhiều nhé cứ suốt ngày tôi là người có đạo bạn là người vô đạo đấy quán tâm mình qua sự giúp đỡ cứu độ có còn phân biệt thân sơ nhiều hay ít đây là người nhà tôi phải không đây không phải người nhà tôi đây là bạn tôi đây không phải là bạn tôi Đấy, thì mình xem mình cái sự giúp đỡ quan tâm no nắng của mình thế nào nha. Nếu mà có phân biệt thân sơ là mình biết là mình tâm mình không có đạo. Ý thứ hai, quán xem tâm ác hại những người làm cho mình bất như ý, ác hại những người chưa hiểu đạo, người không tu theo mình thế nào. Nếu tâm mình còn những cái tâm ác hại đó nhiều thì coi như là mình chẳng có đạo gì. Nếu như nó mỗi khi mà có những cái người mà làm cho mình bất như ý, rồi thì những người chưa hiểu đạo, những người không tu theo mình mà mình vẫn hoan hỷ giúp đỡ rồi tìm cách mà khiến mang lại điều tốt đẹp cho người ta thì mình biết là tâm mình có đạo. Ít hay nhiều là do cái cường độ của tâm nhé. Yeah ý cuối cùng của đề mục này quán chiếu tâm mình xem có tránh niệm trong việc ứng dụng thực hành Phật pháp của mình hay không. Đó là tám đề mục. Thì thực ra là khi chúng ta ngồi quán chiếu thì chúng ta toàn là toàn là tư duy về cái của mình thôi cho nên nó dễ. Thế và cái năng lực quán chiếu này rất là tốt các quý đạo hữu nó là làm cho chúng ta gì? Sáng suốt khai mở trí tuệ cho nên thiền sinh gì thiền sinh trí trí tuệ thì chúng ta dùng thiền quán từ thiền quán này nó sẽ sinh ra gì sinh ra định chúng ta quán sát và chúng ta loại trừ bất thiện thì định nó sẽ sinh thôi tự nó sinh các quý đạo hữu ạ thiền quán tiếp đến của nó là sẽ có định các quý đạo hữu ạ sinh định đấy thì thiền quán và thiền định nó liền nhau sau khi ta quán chiếu rồi ta loại trừ bất thiện thì tâm ta được định, được an lành. Các quý đạo hữu nhé. Thì cái bài này các mục quán chiếu của chúng ta rất là dài. Cho nên chúng ta sẽ quán chiếu vào khoảng gấp đôi thời gian nên trước là có thể trong 3 ngày nhưng nếu chúng ta không có thời gian chúng ta chia chúng ta quán thành 6 ngày nhé miễn làm sao quán thật sâu thật kỹ để cho thật tốt và tâm chiếu hoàn quán thì cũng rất là mong rằng là các cái đề mục quán của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ nhắc nhở nhau. Sau này tâm chiếu hồn quán sẽ sẽ đưa lên các cái kênh truyền thông chính thống của mình, đó là kênh Phạm Thị Yến Tâm chiếu hồn quán. vào những ngày chúng ta không tu, thì sẽ đưa các cái đề mục quán này lên để cho chúng ta tham khảo, chúng ta quán quán chiếu lại, nha. Yeah. giờ này thì xin thỉnh nhà các quý đạo hữu chúng ta cùng bước vào phần trả lời các câu hỏi. thì hôm nay bài trạch của chúng ta dài cho nên là tâm chiếu hổn quán chỉ trả lời một câu hỏi thôi. À, kính thưa các quý đạo hữu, hôm nay tâm chiếu hổn quán xin trả lời một vấn đề về ứng dụng tu lục hòa à, trong đạo tràng, về phương diện đời sống hàng ngày. thì tiêu đề của câu trả lời này là quan hệ việc đời trong đạo tràng theo pháp lục hòa tức là chúng ta quan hệ việc đời thì kính thưa các quý đạo hữu hôm trước tâm trí hồn quán đã chia sẻ với các quý đạo hữu về eh, nội dung hướng dẫn sách tấn chia sẻ giữa các phật tử với nhau trong đạo tràng ngoài đạo tràng về các việc liên quan tới phật pháp uh, tu tập và hôm nay thì là các quan hệ này ở trong đời thường thì đời thường của chúng ta vẫn thuộc về Lợi hòa đồng quân đến các quý đạo hữu thì kính thưa các quý đạo hữu trong uh, tu lục hòa chúng ta có uh, điều thứ sáu đó là lợi hòa đồng quân thì chúng ta đã có những cái việc rất là cụ thể trong đời sống giúp đỡ lẫn nhau khi mà chúng ta có khó khăn rồi cha mẹ thăm lo tất cả các thứ chúng ta có đầy đủ rồi thế thì ở đây là cái phương diện khác đó là quan hệ trong đời sống thế quan hệ trong đời sống thì nó có những việc thế này là tất cả những gì chúng ta cần nhờ nhau và chúng ta quan hệ với nhau giao tiếp với nhau ngoài khi chúng ta tu tập phật pháp liên quan đến tu tập phật pháp thì nó đều thuộc về quan hệ đời thường Thế ở trong đạo tràng chúng ta thì ví dụ chúng ta có thể hỏi là bạn có biết là cái chỗ làm tóc ở chỗ nào không, chỗ nào đẹp hay không, làm móng tay chỗ nào đẹp hay không, vì người tại gia mà có biết mua bán cái này ở chỗ nào không, nó được rẻ nhất hay không, hay là nhà tôi có con tôi là học xong đại học rồi thế thì tôi uh, trong đạo tràng ai có thể mà giúp cho tôi xin việc cho con tôi được không hay trong câu lạc bộ có xin việc cho con tôi được không thế rồi những cái việc mà rủ nhau đi uống nước gia đình rủ nhau đi du lịch đi chơi rồi các đạo hữu ở trong đạo tràng lại tìm hiểu yêu đương nhau khi mà chưa có gia đình hoặc là đã có gia đình rồi nhưng mà đã ly hôn hoặc là À, một người đã đã mất mà muốn xây dựng gia đình là những người bạn đạo hữu. Thế thì tất cả những việc này chúng ta đều làm được nhưng nó phải có lục hòa. Thì bây giờ ở mỗi đạo tràng chúng ta sẽ lập ra một nhóm Zalo dành cho các cái thành phần mà đã quyết định tu tập với nhau đồng hành với nhau bằng Phật pháp, đó là thành phần Phật tử A và B đó là Phật tử chính thức và Phật tử dự thính chuẩn bị lên chính thức. Thì thành phần chính thức ấy là những thành phần đã phát nguyện. Người ta sẽ có nhân duyên với nhau đời này đời sau. Nếu sinh ra ở đâu thì đều trợ duyên cho nhau những điều tốt lành. Nếu một người sinh làm người, một người sinh làm thần thì sẽ giúp nhau. Một người sinh làm người, một người sinh làm chư thiên cũng sẽ giúp nhau. Đấy như Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta kiếp cuối cùng ấy. Ngài là thái tử ngài đi tu được là do chư thiên hiện bốn hình tướng trong bốn cổng thanh ấy, cho nên đấy gọi là quyến thuộc Bồ Đề. Thì những người đã phát tâm nguyện là Phật tử chính thức trong câu lạc bộ chúng ta là những người chắc chắn sẽ gặp lại nhau, không thể không gặp lại nhau và những người này đã gặp lại nhau chắc chắn mang lại điều an lành hạnh phúc cho nhau và trợ duyên cho nhau. Tu đạo cho tới ngày thành Phật Thế vì thế cho nên là thành phần A và B thì sẽ cùng với nhau đồng hành trong tất cả mọi việc đạo và đời. Trên chúng ta sẽ lập ra một nhóm này thì tâm chiếu hoàn quán sẽ lấy tên đó là nhóm uh, lục hòa việc đời. Thế cho nó dễ nhớ. Thấy không? Thế thì tất cả các phật tử thành phần A và B của chúng ta đều hỏi nhau các việc này trên đó. Ví dụ như là Tối mai ai có rảnh không, có đi uống nước không, hay đi uống cà phê không? Việc đấy là bình thường. Chúng ta chỉ không ái nhau thôi. Ái nhau tức là luôn luôn người này rủ gọi điện riêng cho người khác. Đi chơi như thế là ái nhau. Đi uống nước là ái nhau. Nhưng chúng ta viết công khai trên đạo tràng thì không ái nhau. Rất là bình thường. Trên mọi việc chúng ta phải cắt trừ cái ái riêng mà đi vào lục hòa. Tức là chúng ta chân thật, thật thà. Phải không các quý đạo hữu? đấy là pháp. Chân thật là đạo mà, không có gì phải giấu giếm cả. Các quý đạo hữu ạ, ví dụ cả gia đình là Phật tử chẳng hạn. Đã thông rồi, gia đình mình cũng rất muốn đi uh, du lịch, có bạn nào muốn đi du lịch không? Có gia đình nào đi du lịch không, mình cũng muốn đi du lịch theo gia đình. Chúng ta cứ thẳng thắn chúng ta nói ra trên đó, phải không? Hoặc là bây giờ mình có tiền rồi, có bạn nào đi đi uống nước không? Hôm nay mình có 50 000 Có đạo hữu nào dỗi đi uống nước không? thì được rủ cả đạo tràng luôn ai đi được thì sẽ sung vong vào đấy đấy thì thì trong cái quá trình chúng ta đi chơi với nhau hay là làm các việc đời với nhau chúng ta nhắc nhau giữ giới nhắc nhau thực hành đúng luật hòa là được các ký đại hiểu rõ chưa thế còn cái phần yêu nhau thì nó tế nhị ví dụ như là người này muốn tìm hiểu người kia thì không thể nào nói lên là tôi muốn tìm hiểu bạn này ở trong đạo tràng trang đấy nhưng một trong hai bạn phải nói với ban lãnh đạo thì ban lãnh đạo sẽ bảo thưa các bạn gọi điện riêng cho nhau Trao đổi tìm hiểu nhau Thì yêu nhau thì phải có quá trình tìm hiểu Chứ không thể nào mà như vậy được Cho nên chúng ta nghe trạch pháp Chúng ta nghe lời Đức Phật dạy Chúng ta nghe Sư Phụ giảng Chúng ta biết là gì Ứng xử phù hợp với đạo Cái việc này nó phù hợp với đạo là được Nếu chúng ta sống được như thế Chúng ta cảm thấy nó thoải mái không Rất thoải mái Chỉ nghe thôi đã thoải mái rồi Phải không Đấy Còn không được vào đấy này, Nhưng mà không được là nào có đi chơi điện tử không <laughs> đánh đề không tức là chúng ta không làm các việc phạm giới và tài kiến chúng ta đã ở trong đạo rồi thì đương nhiên việc này sẽ được khống chế và chúng ta cảnh giác và mỗi trang nhóm chúng ta đều có quy định nhất định về cái việc này đó là gì vui chơi việc đời giúp nhau việc đời chia sẻ việc đời nhưng phải giữ đúng pháp đúng quy định nục hòa luôn luôn cảnh giác lợi dụng sự lợi dụng và lừa đảo thưa quý đạo hữu nhớ là tuy rằng chúng ta là người tu rồi đấy là phật tử có thể chính thức rồi đấy nhưng mà mới là phật tử tập tu thôi trên câu lạc bộ mới là gì tập tu nục hòa cho nên có những người có thể là khi nghiệp của họ đến họ bị che mờ cho nên họ vẫn có những hình thức kết thân để nửa đảo các quý đạo hữu vì nghiệp của họ đến mà tâm trí hoàn quán có thấy những người phật tử viết nên những cái câu chuyện đó là người này là người họ hàng của mình về quê chơi xong thấy người họ hàng này rất sang chảnh thế là rủ đầu tư sức cứ đầu tư cho người ta thôi vì thân 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 họ hàng mà cứ đầu tư không để lại cái giấy tờ gì cái số tiền lên đến hàng chục tỷ Đến lúc người ta vỡ lợ người ta bỏ trốn mới biết không có một cái giấy tờ gì, không có một cơ sở gì. Cho nên chúng ta phải thực hành đúng quy định của câu lạc bộ về việc tiền nong, vay tiền. Và nhất là việc đầu tư chúng ta phải quan sát và chúng ta phải công khai. việc đầu tư chúng ta phải công khai là tôi cùng với đạo hữu này đầu tư đây. Phải không? Về việc đầu tư cái gì chúng tôi có đầu tư đây. Vì chúng ta đầu tư là công khai mà có gì đâu. Phải không? Nếu mà những điều cho phép, có đúng không? Thì kính thưa các quý đạo hữu ở trong đạo tràng chúng ta Chúng ta đã có cái nhóm mà chúng ta đưa mọi việc lên Ví dụ như là nhà này còn thừa cái đồ này Ai có lấy thì lấy đấy Rồi tôi thừa cái điện thoại đây đạo hữu nào cần thì lấy Chúng ta đưa hết sang cái nhóm này nhé Nhà tôi có những cái đồ dùng này chúng tôi không dùng đến này Chúng tôi cần bố thí này Thế đạo hữu nào nhận không thì thì nhận này Thế thì chúng ta đã có cái nhóm thực hành các cái việc đó rồi Thế giờ chúng ta đưa hết sang cái nhóm đời thường này nhá, Thế để cho nó về một mối thôi Đấy thì tất cả những cái gì chúng ta cho, chúng ta nhận, chúng ta đưa hết lên nhóm Thì không phải trong tổ lào tổ ấy nhận mà toàn đạo tràng luôn Tổ này là hoàn toàn là các thành phần A và B Chính thức và dự thính nhé các quý đại hữu nhé Đấy thì hôm nay chúng ta có một nhóm Đó là nhóm nục hòa việc đời nhé Thì tâm chứa còn con mong rằng cái tập thể tu tập của chúng ta là một tập thể thanh tịnh hướng pháp mang lại lợi ích ngay trong hiện tại cho chúng ta và khiến cho chúng ta có một cái cuộc sống càng ngày càng được an lành đầy tình thương yêu nhưng mà là không ái nhiễm à, chúc các quý đạo hữu tinh tấn thỉnh các quý đạo hữu chúng ta à, chắp tay hồi hướng công đức ạ Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Hai xin chào các quý đạo hữu. ý Ho Đông duyệt 4 giới hoa đồng tu 5 Kiến hoa Đông giải tài phật pháp rộng khắp thế gian Whoa!